Mong rằng là chúng ta ở đây với người mỗi tay sẽ góp phần thêm quỹ này nhiều hơn nữa, thì mình càng đi lan tỏa thêm càng nhiều người thì mình càng đi mang giá trị cho nhiều người hơn nữa, thì mình mang nhiều cái happy nhất cho chính bản thân của chúng ta. Và đặc biệt nữa là khách hàng của chúng ta cũng có một cái góp phần trong đó nữa, cho cái việc rằng là mang cái sự học bổng này cho những người nghèo hiếu học đó. Thì chị muốn chia sẻ cái niềm vui này đến anh em chúng ta, để mỗi người cảm thấy là mình có giá trị. Cái việc mà phát triển cộng đồng, phát triển mảng giáo dục cho thế hệ tương lai của chúng ta đó, thì chúng ta hãy cùng nhau ăn mừng cái việc này. Đầu tiên là bằng cách là giơ tay lên, và mình sẽ là biết ơn và mình sẽ vui mừng trong ngày hôm nay. Cái việc đầu tiên này chị muốn chia sẻ với các bạn. Này, có Được tiếng không vỗ ạ? tay, có khác vỗ tay hay không? Nở Đây các bạn hoa, nở nở hoa hoa. lắc tay múa chân như vậy, nghĩa là ăn mừng á, nghĩa là ăn mừng một cái điều gì đó nó mới, một cái gì đó nó tạo cho mình một cảm hứng là các bạn chúng ta đã góp vào một cái sức trong đó để mang cái giá trị mình, cái sức của mình trong đó giúp cho nhiều người hơn nữa. Đó là việc cần phải làm. Mình không phải mình chờ đợi đến mình giàu có mình mới làm. Ngay phút này chúng ta góp một người một sức mình lên vào để làm cái việc này, để lan tỏa đi cái giá trị cho cộng đồng, những người thiếu may mắn, những người mà họ họ cần mình được giúp đỡ. Mình cứ làm ngay phút này ha. Chị khởi cái này trước để các bạn giúp chị, tiếp nối các chị làm việc này cho tốt hơn nữa, được không ạ? À, ý nghĩa giây phút này mình mang được cái giá trị, góp một sức lực của mình trong đó cho những các quỹ hiếu học, những cái phong trào của khuyên mình, những cái hoạt động nào mà những con người đào tạo, team building, quỹ học bổng, những cái hoạt động về con người của mình, thì không những là chính chúng ta góp phần vào, khách hàng góp phần vào, chủ đầu tư góp phần vào, tất cả thành cộng đồng, thì mình làm từ các việc nhỏ trước, làm việc lớn sau. Thì mình bắt đầu từ việc nhỏ trước, thì các bạn tính từ 1 tháng 8 ngày hôm nay nha. Cứ 1 tháng 8 ngày hôm nay các bạn tính tổng bao nhiêu bill, thì mỗi bill 10.000 đồng bỏ vào ông hèo để làm cái việc đó. Thì đầu tháng 9 thì mình sẽ làm những hoạt động trước, là còn cái nữa là tức là gì? Những bạn nhân viên ở đây, nhà khuyên mình có những cái đóng góp, những cái sự những cái sự là góp sức mình trong đó, thì sẽ về cái trường của mình, cái trường học cấp 1 của mình á, để giúp cho những bạn học sinh nghèo đó. Tức là mình sẽ mang cái giá trị, mình đi làm cái giá trị cho những cái bạn, những trường đó. Thì mình sẽ làm từng bước một nha, từng bước một, từng cái động, từng cái phần, đừng có vội vàng làm một cách rằng là lan truyền, mà mình làm từng cái bước một nhỏ trước đi, thì mình sẽ tiến lên từng cái bước bước sau đó. Vẫn Bây còn xa giờ tới có mục đích. thể là ai trong số nhà mình có ý kiến gì về việc này hay không ạ? À, xin chia sẻ với các mặt bạn đi ạ. À, các bạn có một cái cảm xúc thế nào không ạ? À, các bạn ơi, ai có ý kiến gì không ạ? À, xin chia sẻ để mà thấy rằng cái việc mình làm đó là cái việc đúng hay là chưa đúng, hay là cần gì được hay không. Xin mời các bạn. Khánh, rằng cái này Xin mình phải mời. làm từ lâu chứ đúng không? Dạ. Xin mời trước đi ạ. À, riêng bản thân em thì em thấy việc làm đó rất là ý nghĩa, sẽ mang được đến nhiều niềm vui hạnh phúc hơn cho những người kiểu kém may mắn, và giúp cho những học sinh, nếu mà đi theo kiểu trường học thì học sinh sẽ được thêm một cái phần nào đó ý nghĩa hơn để trong quá trình học tập và cái này đến trường sẽ được vui vui vẻ hơn ạ. Em thấy hành động rất là ý nghĩa. Cảm ơn Hạ, cảm ơn Hậu, Quyên Hai ạ. Quyên Hai ơi, Dạ, Quyên Hai nghe ạ. chia sẻ đi ạ. Thì À,
Dạ, ý là cái về cái việc 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 mình làm như thế này thì Quyền Hai rất là ủng hộ, vì cái này mình đáng phải làm từ lâu rồi mà bây giờ mình mới bắt đầu thì mình sẽ cố gắng từ giờ đến đến sau này mình sẽ cố gắng duy trì, vì cái này mình đáng mình phải làm từ rất là lâu rồi thì nó mới hợp lý hơn, nhưng mà giờ mình bắt đầu làm thì mình sẽ cố gắng ạ. Không cố gắng mà phải làm, mình mới bắt đầu từ ngày hôm nay ha. Vâng ạ. Rồi, cảm ơn Thắng. Quyên Ba ạ. Dạ. Rồi. Em xin có ý kiến một chút là thứ nhất là em cũng hoàn toàn là ủng hộ cái chương trình này. Nhất là hàng tháng thì chúng ta cũng đã chắc chắn có số tiền ở từ bill ra thì chúng ta có cái nguồn cố định. Thứ hai nữa là cộng từ cái đó thì cái cố định đó thì ta sẽ lan tỏa được cho các bạn nhân viên cũng như khách hàng. Thì em nghĩ là cái này chúng ta sẽ phát triển mạnh và duy trì tốt. Dạ em xin hết Rồi, cảm ơn cả nhà. Như vậy, tất cả ba quyền chúng ta HO nữa ạ. À. HO khối hỗ trợ nữa ạ. À. Mình khối hỗ trợ đi ạ. Các bạn bật cam lên hết nha. Khối Hỗ hỗ trợ đi trợ ạ. chắc các đại diện khối hỗ trợ nói đi, đại diện ơi. Như mít Dạ, nói chung là cái gì mà đem lại ý nghĩa làm sự tử tế thì theo em thì nó luôn đúng. Cho nên là mít không có ý kiến nào thêm về cái định hướng tốt đẹp này. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúng ta cùng hợp sức để làm việc này nha. Rồi, cảm ơn cả nhà mình. Dạ em cũng muốn nghe chị Thị Phi Lam nói thêm một xíu về cái ý định của mình là tại sao mình lại chọn cái quỹ giáo dục để cho các anh em cũng hiểu hơn về cái ý nghĩa đó chị. Ok, chị cũng đang định Dạ. nói đây. Chị đang định tóm gọn lại để cho mọi người có một cái tí tí để mà khắc ghi vào thôi ha. Nói chung thì cái việc từ thiện thì không phải là mình lần đầu tiên mình làm. Các năm trước là mình đã từng làm rồi ha. Nhưng đó chỉ là đứng về phương diện công ty và mình đi hỗ trợ cho người nghèo những cái phần quà. Thì năm nay mình sẽ đổi cái đối tượng, mình đổi cái đối tượng để mà mình làm cái việc này, đó là mình tập trung vào giáo dục. Vì sao mình phải tập trung vào giáo dục? Nếu như mình cho nhà tình thương hay là cho người nghèo quà thì họ ăn một lần cũng hết. Nhưng nếu cũng với số tiền đó, nếu như mình tập trung vào giáo dục, giả sử như là mình cấp học bổng nè, hoặc là mình xây trường, hoặc là mình trang bị cơ sở vật chất cho trường, thì một ngôi trường có rất nhiều thế hệ học sinh đi qua. Vậy thì cái giá trị của một cái đồng tiền mình làm cho trường thì nó sẽ phục vụ rất là nhiều thế hệ và nó tạo nên một cái giá trị lớn. Và cái mà mục đích của chị, tụi chị muốn tập trung vào giáo dục đó là mình có thể tạo ra được những cái thế hệ học sinh mà có thể là coi như là từ những cái thế hệ học sinh đó, nếu như mà mấy bạn đó giỏi lên thì lại tạo ra nhiều giá trị cho đời hơn nữa. Cho nên là cái giá trị này nó cứ càng ngày càng nhân lên, càng ngày càng nhân lên, chứ không phải là mình làm một lần ăn xong mất đi hết. Cho nên cái việc tập trung vào giáo dục thì nó sẽ tạo ra một giá trị rất là lớn. Cái thứ hai, cái đối tượng đóng góp vào cái quỹ này thì như chị Lam nói rằng là tất cả mọi người đều có công góp sức vào đây, chứ không phải là Queen. Là các bạn nhân viên mỗi ngày có thể các bạn khởi tâm lên, các bạn có thể đóng góp bao nhiêu cũng được vào cái quỹ này. Rồi khách hàng cũng cảm thấy họ cũng có cái đóng góp trong đây, tại vì một khi họ đã bước tới Queen chơi thì cái bill của họ đã đóng góp được cho quỹ là 10.000. Cho nên là khách hàng cũng cảm thấy là họ cũng có đóng góp trong đây. Và cái 10.000 đó cũng có cái sự chia sẻ của Queen và ban giám đốc, đôi khi cũng có những cái đóng góp.
mà cá nhân bỏ vào quỹ. Vậy thì một cái quỹ nhưng mà tất cả mọi người đều cảm nhận được một cái sự đóng góp của mình thì cái ý nghĩa nó sẽ khác đi. Đó, vậy thì cái đối tượng đóng góp nó bao gồm tất cả chúng ta, mà cái gì mà đồng lòng và có số đông thì cái đó sẽ thành công. Và cái giá trị mình cho đi thì nó cũng được nhân lên chứ nó không bị mất đi. Cho nên á là tụi chị quyết định đầu tư cái quỹ này vào cái mảng giáo dục. Và cái đối tượng cũng không phải là các trường học mà cũng có thể là những cái con em của nhân viên của mình. Ha. Nói chung là về một giáo dục. Vậy thì các bạn đã hiểu rõ về cái quỹ này chưa? Hello. Đã hiểu rồi ạ. Mọi người có rồi. Hello. Rồi, cảm ơn các bạn.